dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Cháu con nghìn thuở không quên, nhớ ngày giỗ tổ hồn thiêng cụ thể. Người Việt Nam, dân Việt Nam, đất nước Việt Nam. Người Việt Nam, dân Việt Nam, đất nước Việt Nam. Người Việt Nam, dân Việt Nam, đất nước Việt Nam. Người Việt Nam, dân Việt Nam, đất nước Việt Nam. Việt Nam ơi, giống hùng thiên ngàn năm lưu danh sử sách, mẹ Âu Cơ, bố Lạc Long Quân cùng trăm con xây cơ đồ. Thời gian qua kiên dũng đời ông cha dùng xây giữ yên bờ cõi, để hôm nay con cháu cùng hoàn ca. Lời đầu tiên nhận lời tên quý, xin kính gửi tới quý đại biểu, quý thầy cô cùng tất cả các bạn học sinh lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Ngược dòng lịch sử, chúng ta càng thêm tự hào về nguồn gốc con sống cháu tiên. Dù sinh sống ở đâu, dù trong hay ngoài nước, người Việt Nam vẫn luôn nuôi dưỡng và hình thành ý thức dân tộc, nghĩa tình đồng bào, gắn kết một khối, một cội nguồn và một tổ tiên. Để mở đầu cho buổi lễ, kính mời quý thầy cô cùng các em học sinh hãy hướng về sân khấu để theo dõi tiết mục. Đình lý trần lễ ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời xương máu dòng tiên ơi, còn đầy kiên trung bất khuất như sóng biển đông kia ngàn năm mãi luôn lưu truyền. Trời Nam ta dạng ngời sắc son Việt tiền nhân, con người có tổ có tâm, như cây có cội, như sông có nguồn. Bao đời nay, từ trong tâm thức của mỗi người dân Việt đã coi các vua hùng là quốc tổ, đã có công dựng nên nhà nước đầu tiên của đất nước Việt Nam và là tổ tiên chung của cả dân tộc. Đó
là một giá trị truyền thống riêng có của nước người ta. Có thể nói, tín ngưỡng thờ cúng các vua hùng đã trở thành bản sắc văn hóa sâu sắc, đạo lý truyền thống bền vững nối tiếp qua nhiều thế hệ của người Việt ta, là sự thể hiện lòng thành kính, biết ơn của các thế hệ cháu con với công đức của tổ tiên trong dựng nước và giữ nước. Hướng về ngày giỗ tổ Hùng Vương năm Giáp Thìn 2024, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường trung học cơ sở Tu Sĩ Liên nguyện tiếp nối truyền thống tiên rồng, luôn đoàn kết giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2023-2024 và cùng nhau hướng tới một môi trường học tập tiên tiến hiện đại trong tương lai. Xin cảm ơn quý thầy cô và các em xin đỡ nhé. Đèn biển ba Việt Nam, đất nước Việt Nam, người Việt.